Nhà có hai người vui lắm các bạn ơi. Một đứa U30 thì mê Playbox, một người U40 thì mê anime. Mà được cái là bọn mình đều tôn trọng sở thích của nhau. Anh Ly thì thuộc hết tên mấy đứa mô hình của mình. Còn mình thì thấy hơi có lỗi nên là hôm nay mình sẽ tặng ông ấy hai bộ mô hình trong series anime mà ông ấy hay coi. Just take it first. Hai bộ này thì mình đã đặt mua từ Nhật qua Zen Market nha. Vì ở Việt Nam mình không thấy bán ý. Trời ơi, nhìn mặt ông này U40 mà vui không khác gì mình khui Playbox hết. Cho bạn nào quan tâm thì Zen Market là một trang mua hàng họ từ Nhật Bản với hơn 10 năm kinh nghiệm. Đây là bọn mình có thể mua tất cả các mặt hàng trên online store tại Nhật luôn. Đặc biệt là các sản phẩm anime độc quyền hay là pre-order các sản phẩm anime mới nhất luôn. Bây giờ thì chúng mình sẽ khui bộ Demon Slayer trước nha. Một set thì sẽ có 6 mô hình tương ứng với 6 nhân vật trong series. Từ anh Ly thì Bias Tanjiro và mình chỉ góp mặt cho Som thôi. Lúc này ông ấy cầm mấy mô hình trên tay ngắm nghía mà mình thấy bó công order lắm ý. Đặt hàng qua Zen Market đơn giản lắm các bạn ơi, từ bước tư vấn đã được trao đổi với chuyên viên người Việt rồi. Mình hỏi quá trời luôn, được giải đáp tận tình nha. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển qua khui bộ mô hình Anja trong series Spy Family. Mà thực ra chỉ có một figure bé Anja cao khoảng 20cm thôi. Trời ơi, xinh xỉu luôn ý. Ông này lần đầu tiên quay unboxing thôi nên là hơi bỡ ngỡ. Thế là mình lại phải đạo diễn, làm này làm kia. Cảm ơn em. Không có gì. À mà mình nhớ ra cái này hay cực, cái lúc mà đăng ký tài khoản Zen Market ý, mình còn nhận được 1.000 Zen Point, thế là mình dùng để thanh toán phí ship luôn. Bạn nào thử thì nhớ nhập mã Teddy mới được nha. Đang có chương trình khuyến mãi tháng 6 nữa đó, các bạn mua mô hình hay sản phẩm gì từ Nhật liên hệ Zen Market thử đi. Tự nhiên sắp xếp xong mô hình mình lại thấy hơi hoang mang, mỗi tháng lại có thêm vài đứa thì nghi vấn sắp phải đóng tủ rồi, hay là bây giờ sao ta?